Dạ và em Kim thân mến chào toàn thể cô chú anh chị đã trở lại với kênh Kim Moon Cơ Giới VN. Buổi trưa ngày hôm nay là em Kim tiếp tục review một cái sản phẩm mang thương hiệu Hitachi EX135-5. Thì cái dòng sản phẩm này vừa mới về luôn nha, cũng giống như ngày hôm qua em Kim vừa mới bàn giao một chiếc về hòn đất Kiên Giang. Và rất là nhiều anh chị xem video rồi á là hỏi em Kim giá bao nhiêu và còn hàng hay không. Dạ xin thưa, giá em chốt là 540k, nhưng mà em bảo dưỡng hoàn tất như anh chị vừa thấy trên video. Và ngày hôm nay là sản phẩm mới về, em này chưa bảo dưỡng nha, có nghĩa là nước sơn của nó vẫn còn riêng nguyên bản, được gọi là nguyên thủy. Nếu như anh chị nào không sơn mà bảo dưỡng theo cái tiêu chuẩn công ty, nói chung là thông thường như là thay lọc lượt, nhấc máy, lọc gió, lọc hồi rồi đó, thì giá chỉ có 530k mà thôi. Ví dụ như anh nào muốn bảo dưỡng full như cái chiếc mà ngày hôm qua em giao thì có thể là 540k giá tại kho nha. Và bây giờ là không làm mất thời gian của cô chú với anh chị nữa, xem mình bỏ ra 540k đầu tư vào sản phẩm Hitachi 05 này có thật sự xứng đáng hay không. Và bây giờ là let's go. Thank you.
ơn cô chú anh chị đã dành ít phút xem cái video vừa rồi nha. Và bây giờ là em Kim mời cô chú anh chị mình cùng em Kim tiến sâu hơn, gần hơn, có nghĩa là sát cánh hơn để mà mình xem chi tiết cụ thể ha. Trước tiên là cái gào nè, gào của em này còn rất là đẹp luôn nha, có móng cẩu cống rồi luôn ha, có khóa luôn. Rồi em này là nước sân riêng toàn tập, mình nhìn nè, đấy cái màu nước sân của nó còn rất là đẹp luôn, nói chung là liền lạc chi tiết và máy vẫn đang hoạt động bình thường nha. Rồi bây giờ là mời cô chú anh chị mình cùng em Kim lên khám phá cái máy nhé. Dạ vâng, và đây là phần phía sau của cái động cơ. Bây giờ là em mở cái động cơ lên cho anh chị mình xem mà sau khi em Kim tắt cắt kiểu con đà điểu thì em nó có bị đổ hơi hay là không. Dạ, trước tiên là trước mắt cô chú anh chị thấy là một màu liền màu, không nhớt nhau, không gì hết nha. Vô lửa cũng còn rất là sáng bóng luôn. Một màu nước sơn riêng nguyên bản toàn tập từ cabin tới chân cần, mà em cần nó dài như thế này thì mình đi phà cũng ok ha. Hoặc là mình làm công trình công trường thì nó vẫn có lam ủi luôn nè, hỗ trợ cho mình được một cái lam ủi to bự chà bá lửa luôn. Sinfast không có bị xì nha. Rồi, mời cô chú anh chị mình cùng em Kim khám phá bộ phận bơm bọng nè. 1, 2, 3, khui. Đấy, trước mắt cô chú anh chị đây là bơm nè. Bơm tổng, thứ nhất là không có bị chảy nhớt nhau gì hết ha. Rồi, cái nào mình test nãy giờ mà cái tay mình để được như thế này là chứng tỏ rằng là máy thủy lực của nó còn rất là ok nha. Bơm bọng còn rất là ok luôn. Rồi, em quay ở đây cho anh chị mình xem hơi thừa nè. Đấy, hoàn toàn không có hơi thừa nha. Đấy, chân cẳng còn khá ok luôn. Đấy. Rồi, và đặc biệt ở đây á, là em muốn nói đến anh chị mình á, là cái xích của nó còn rất là đẹp luôn nè. Độ cao của nó có, mà nó liền lạc luôn ha, rất là đẹp luôn. Còn dàn chân của em nó thì hết sảy con bà bảy rồi. Đùi thì đùi nhông mà đi vòng 135 này đùi rất là to luôn. Đó. Bánh sau mập ú u luôn. Và sau cùng là mời cô chú với anh chị mình cùng em Kim ngắm nhìn lại tổng thể của em này nè. Đẹp nha, nước sơn riêng nha, giá rẻ nha. Anh nào ok thì chốt lẹ nha. Số điện thoại chốt nhanh 0966 340 và 640. Trở lại với chương trình review thì anh chị mình ngắm nhìn giùm em cái bộ phận cabin nè. Đó, không những sạch nha, đẹp nha, liền lạc nha, mà máy lạnh teo Mori luôn nha. Đấy. Rồi khá là ok nha. Còn đang chơi gì nữa mà không gọi ngay cho em Kim để chốt nhanh sản phẩm này à. 540k là sản phẩm Hitachi 135-5. Sản phẩm này sẽ được em Kim bảo dưỡng hoàn tất nếu như anh chị có nhu cầu và hoàn toàn miễn phí nhé.